Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Minh Phú Ô Tô của em. Hôm nay Minh Phú Ô Tô lại về thêm một chiếc Kia Morning bác nhá. Kia Morning sản xuất 2005 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc bác nhá. Chiếc này tuy bé nhưng mà bé bé hạt tiêu nhưng có vỏ bác nhá. Đấy, chiếc này là máy nhập khẩu cho nên đi rất là chất. Bây giờ là cũng phải đi ngang ngửa mê lại Morning 2010-11 lắp ráp tại Việt Nam bác nhá. Đấy, một chiếc xe cực kỳ chất, máy khỏe, điều hòa mát sâu. Đấy, chiếc nhập khẩu này thì nó đã được trang bị gương kính chỉnh điện hết rồi bác nhé. Đấy, rồi có túi khí an toàn cho người lái nhé. Đấy, bác nào mà ok chiếc xe này thì hãy điện thoại cho em theo số điện thoại hiện trên màn hình bác nhé. Đấy, bác ở gần thì có thể mời các bác đến xem xe trực tiếp tại xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đấy, bây giờ các bác tham quan cái tổng thành xe. Tổng thành sơn si đã được dọn sạch sẽ rồi bác nhé. Một chiếc bé bé hạt tiêu rất phù hợp cho là đường làng ngõ xóm bác nhé. Rồi là phố nhỏ ngõ nhỏ nhé. Đấy. Chiếc này bên em đang bán với giá có 115 triệu đây bác nhé. Một năm 115 triệu các bác đã sở hữu chiếc Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Chiếc xe này là biển 30 bác nhé. Chiếc này là biển 30, biển Hà Nội. Các bác ở Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh là không mất 20 triệu tiền nhập biển nhé. Đấy, một chiếc xe rất là tốt. Đấy, lốp thì cũng còn rất là mới bác nhé. Bốn lốp còn rất là mới. Chiếc này rất phù hợp cho các bác là sắm về để đi làm bác nhé. Đấy, chúng ta chỉ thay như chiếc xe máy thôi. Thế nhưng mà chiếc này là đi được 5 người. Đấy. Chiếc này là chở được 5 người, được cả nhà chúng ta đi. Đấy. Nắng không tới đầu, mưa không tới mặt bác nhé. Đấy. Nội thất thì rất là tươi, táp ly rất là đẹp bác nhé. Táp ly rất là còn mới. Ghế thì đã được bọc da màu vàng đồng bộ với màu nội thất của xe rất là đẹp bác nhé. Đấy. Đấy, gương kính chỉnh điện nữa nhé. Xe này là không khoan đục bác nhé. Đấy, xe không khoan đục. Đấy. Nội thất rất là mới. Đấy, xe đã được trang bị màn hình. Phiên bản số sàn. Đấy, túi khí an toàn cho người lái. Giờ mời các bác tham quan phần máy. Đấy, máy nhẹ đè ra lỗ nhé. Máy lỗ thì thầm, xăng ăn như ngửi. Con này điều hòa mát rất là sâu quá nhé. Máy khô ráo lỗ rất là tròn tiếng luôn nhé. Lỗ không rung giật. Vâng, chỉ có 115 triệu các bác đã sở hữu một chiếc Kia Morning. Đấy, bé bé hạt tiêu nhưng mà rất là tiện lợi bác nhé. Bác nào mà ok chiếc xe này mau chóng chuyển tiền đặt cọc cho em.
Đấy, các bác ở gần thì mời các bác đến xem xe trực tiếp, còn các bác ở xa thì chỉ cần chuyển tiền đặt cọc em sẽ chuyển xe về. Khi nào các bác nhận được xe thì các bác bàn giao đủ tiền cho em. Bác nào mà xem video clip của em lần đầu thì cho em xin nút ấn đăng ký kênh và đừng quên ấn nút rung chuông để mỗi lần bên nhà em về mẫu xe mới thì em sẽ quay phục vụ các bác nắm bắt được cái giá cả thị trường cũng như là cái cơ hội mua sắm. Vâng, xin cảm ơn các bác quan tâm theo dõi video clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.